Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, theo một nhận định về kinh tế vĩ mô của ngân hàng Standard Chartered, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2016 dù kinh tế thế giới không có nhiều diễn biến tích cực. Theo Standard Chartered, dù lượng vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam trong năm ngoái có giảm đi, nhưng Standard Chartered vẫn nhận định cả vốn FDI đăng ký và FDI thực hiện rót vào Việt Nam năm nay đều sẽ cao hơn năm 2015. Trong đó, vốn FDI vào ngành sản xuất sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2016, nhất là khi chi phí sản xuất tại thị trường Trung Quốc ngày càng tăng lên, khiến nhiều doanh nghiệp nghĩ đến chuyện dịch chuyển công xưởng sang những khu vực có chi phí cạnh tranh hơn. Việt Nam hiện đang có mặt trong số những lựa chọn hàng đầu ưa thích của các công ty sản xuất phía Nam Trung Quốc. Hơn 40% khách hàng tại Trung Quốc của Standard Chartered cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để xây dựng nhà máy. Hiện tỷ trọng FDI chỉ vào khu vực sản xuất đã là 65%. Cũng theo Standard Chartered, Việt Nam cần tiếp tục thu hút FDI vào ngành sản xuất công nghệ cao vì khu vực xuất khẩu hàng điện tử đang có bước tăng trưởng rất tốt. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trong 5 năm tới. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2020, 50% người dân thành phố lớn không dùng tiền mặt mua sắm và tiêu dùng. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 đến 2020 đặt mục tiêu có 70% đơn vị dịch vụ điện nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Có 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 đô la Mỹ một người. Doanh số thương mại điện tử doanh nghiệp, người tiêu dùng hay còn gọi là B2C tăng 20% một năm, đạt 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 5% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Cũng theo kế hoạch này, đến năm 2020, một nửa số doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, toàn bộ siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán POS. Thưa quý vị, sau vụ sập nhà tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 15 yêu cầu các công trình có tầng hầm phải chứng minh được quá trình thi công móng không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 15 nhằm hướng dẫn về cấp phép xây dựng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 năm nay, các công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư, đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận thì mới được cấp phép xây dựng. Ngoài ra, đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. Trước đó, vào khuya ngày 4 tháng 8, ngôi nhà 3 tầng tại số 43 cửa Bắc Hà Nội bất ngờ đổ sập khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Một phần nguyên nhân do quá trình thi công căn số 41 đã không có những biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh. Trong một khảo sát mới công bố về nhu cầu nhà ở xã hội tại một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, số người có nhu cầu nhà ở xã hội hiện đã lên đến 80.000 hộ. Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng 5 năm tới sẽ có đến hơn 80.000 hộ dân muốn mua nhà ở xã hội. Trong đó, qua nửa số người được hỏi cho biết muốn mua nhà ngay trong vòng 3 năm tới. Gần 40% trả lời muốn có nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020. Chỉ một số ít muốn mua nhà sau thời điểm năm 2020. Và phần đông hộ dân muốn có nhà ở với diện tích từ 40 đến 60m2. Khảo sát khả năng chi trả của số hộ dân đang cần nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, nếu phải trả tiền một lần, mức giá trung bình ở mức hơn 790 triệu đồng một căn. Còn khi chọn phương thức thuê mua, tức nộp tiền hàng tháng, thì người mua nhà muốn được trả khoảng 3,7 triệu đồng một tháng. Gần 1/3 số hộ dân muốn mua nhà ở xã hội, mong đợi có nhà ở khu vực các quận mới thành lập. Thưa quý vị, tại hội nghị du lịch ngày 9 tháng 8 ở Hội An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đưa ra 7 nỗi sợ của du khách quốc tế khi đến với Việt Nam khiến phần lớn khách không quay trở lại. Trong đó, dẫn đầu chính là nỗi sợ cướp giật và trộm cắp. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng 70% khách đến Việt Nam không quay trở lại vì 7 nỗi sợ. Thứ nhất là sợ cướp giật, thứ hai sợ trộm cắp, thứ ba sợ kẹt xe, thứ tư sợ tai nạn giao thông, thứ năm sợ thái độ phục vụ và sự trân trọng du khách, thứ sáu là sợ nhà vệ sinh và thứ bảy là sợ ô nhiễm môi trường. Người quản lý mảng văn hóa thể thao du lịch của chính phủ cho rằng vấn đề chất lượng dịch vụ hạ tầng đang là một hạn chế của ngành. Ông cũng cho rằng cần phải coi du lịch là kinh tế mũi nhọn của cả nước, nhưng không nhất thiết tỉnh nào cũng lấy du lịch làm đầu. Vấn đề quảng bá du lịch của Việt Nam, ông cho rằng hạn chế ở chỗ đang thiếu ý tưởng hơn là thiếu tiền. Cũng tại hội nghị lần này, các nhà quản lý một lần nữa nhắc đến video của các thắng cảnh Việt Nam dài 7 phút quay bằng flycam với 9 thứ tiếng được coi là có sức lan tỏa. Cũng tại cuộc làm việc này, một trong các giải pháp mà chính phủ đưa ra là Thủ tướng đã quyết định cấp 200 tỷ đồng giao cho Bộ Công an triển khai visa điện tử từ đầu năm 2017 đối với một số thị trường trọng điểm trước tiên. Trước đó, trong cuộc họp thường kỳ chính phủ 6 tháng, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tăng trưởng kinh tế những tháng còn lại của năm đang trông cậy phần lớn vào ngành dịch vụ và du lịch những tháng cuối năm nay.
Thưa quý vị, một thống kê cho thấy chỉ 5% số sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch gắn với công việc này sau khi ra trường. Nguyên nhân chính không phải đến từ mức lương hay công việc kém hấp dẫn, mà do chính năng lực đáp ứng của sinh viên. Đây là thực tế mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được từ chính đội ngũ những người trực tiếp làm công tác đào tạo du lịch. Giữa tháng 6 vừa qua, các địa phương có lượng khách tiếng Hoa tăng vọt như Đà Nẵng, Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều trường hợp người Trung Quốc sang Việt Nam làm hướng dẫn du lịch chui. Số hướng dẫn viên này không những vi phạm pháp luật về du lịch mà còn đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Tạm bỏ qua sự thiếu trách nhiệm của các công ty Việt Nam khi tiếp tay với hành vi này, thì đó đã phản ánh một phần thực trạng của Việt Nam đang thiếu hụt hướng dẫn viên quốc tế một cách trầm trọng. Theo số liệu tổng hợp của ông Nguyễn Văn Mỹ, trưởng ban hướng dẫn viên Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, tính đến tháng 6 năm 2016, cả nước có chưa đầy 10.000 hướng dẫn viên quốc tế. Trong khi với số lượng gần 8 triệu lượt khách inbound và 6 triệu lượt khách outbound mỗi năm, Việt Nam cần ít nhất 25.000 hướng dẫn viên quốc tế. Hiện cả nước có 62 trường đại học, 80 trường cao đẳng, 117 trường trung cấp, 2 công ty đào tạo và 23 trung tâm có tham gia đào tạo nghiệp vụ nghề du lịch. Hàng năm, số trường này tạo ra khoảng 15.000 sinh viên chuyên ngành, trong đó 12% có trình độ cao đẳng đại học. Nhưng thực tế, chỉ có khoảng 5% sinh viên đại học và 1/3 sinh viên trung cấp hoặc cao đẳng nghề du lịch gắn với công việc này sau khi ra trường. Về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Thông, trưởng khoa quản trị du lịch và khách sạn Đại học Kinh tế Tài chính thẳng thắn thừa nhận, tỷ lệ sinh viên trụ lại với nghề thấp không phải vì nghề này kém hấp dẫn, mà do đa phần sinh viên không đủ năng lực để nghề tìm đến họ. Cái mới ra trường đấy, trong khách sạn, nhà hàng thì lương cỡ 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Và sau 2 năm thì nhiều em cũng đạt cái mức 4, 5 triệu. Bên lữ hành thì khá hơn. Các em có thể đạt cái mức là 6 triệu, 8 triệu một tháng. Cho nên nói về lương không phải là vấn đề bức xúc nhất. Nhưng mà vấn đề khó khăn nhất là cái kỹ năng nghề các em quá yếu. Cho nên tiếp cận về công việc rồi sau này hòa nhập về công việc thì nó yếu. Và nhiều em phải nản chí là tìm ngành khác để làm. Câu chuyện này có vẻ càng cấp bách hơn khi du lịch là một trong 8 ngành nghề được các nước thành viên ASEAN công nhận lẫn nhau và được tự do di chuyển trong nội khối. Điều đó có nghĩa chỉ cần có chứng chỉ chuyên môn, một hướng dẫn viên của Singapore hay Thái Lan có thể dễ dàng sang Việt Nam làm việc và ngược lại. Nhưng cuộc đọ sức này chưa bao giờ là cân sức cho các hướng dẫn viên trong nước. Riêng đối với các bạn hướng dẫn viên thì rõ ràng là chúng ta thua ngay trong sân nhà. Sân nhà ở đây là về cái trình độ Anh ngữ của sinh viên hướng của chúng ta. Ngay các sinh viên của các trường du lịch mà có thể nói là có danh tiếng ra thì vẫn so với lại nước ngoài chúng ta vẫn thua một bậc cái vấn đề Anh ngữ. Vấn đề thứ hai là những cái nghiệp vụ mà nó liên quan tới hướng dẫn viên, đúng không ạ? Thì cái số mà các em sinh viên thực sự mà có thể là an tâm trở thành những cái hướng dẫn viên quốc tế thì còn rất ít. Thực tế, những năm gần đây, Việt Nam ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ trong mắt các tập đoàn đầu tư nhà hàng khách sạn quốc tế. Nhiều khách sạn hạng 5-6 sao đã mọc lên. Nhưng rõ ràng các nhà đầu tư nước ngoài không dám đặt hết niềm tin vào đội ngũ nhân lực du lịch trong nước. Các tập đoàn lớn hoặc các cái khách sạn mà có tầm cỡ, mỗi một khi mà họ muốn khai trương hoặc là đầu tư cho một khách sạn mới, thì cái việc mà họ nghĩ vẫn là phải đưa người của nước ngoài hoặc đưa tập đoàn của họ để đào tạo tại chỗ, đào tạo nhanh rồi đào tạo cấp bách để làm sao kịp với lại khai trương và kịp đưa vào hoạt động. Thì đó là cái việc mà đúng ra đó là cái gọi là nhu cầu. Trong xã hội thì có nhu cầu đó, nhưng để đáp ứng nhu cầu đó thì lâu nay thực sự là các trường nói chung đào tạo chuyên ngành cho du lịch chỉ đủ đáp ứng trong xã hội một tỷ lệ khá thấp. Nói về nguyên nhân của vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng xuất phát ngay từ quá trình đào tạo. Đa phần các trường đại học đều đào tạo các ngành chung chung như quản trị du lịch, địa lý du lịch, môi trường du lịch, văn hóa du lịch hay Việt Nam học. Trong khi các doanh nghiệp lữ hành chỉ cần bộ hướng dẫn viên hoặc một nhân viên phục vụ buồng, bàn, bar hay bếp. Chương trình đào tạo chúng ta tụt hậu. Ngay trong nước thì các vùng, các miền cũng chưa hợp nhất chương trình. Thứ hai là hội nhập quốc tế đến giai đoạn bước đầu. Cho nên xét về cái đường đầu ra mình hiện nay thì cứ 100% cái lực lượng nhân lực đào tạo ra thì xã hội tuyển dụng mới nằm ở cái mức 20%. Còn lại 80% thì cần tái đào tạo của các cái doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng hoặc là lữ hành. Trong khi đó, đội ngũ trực tiếp đứng lớp không bao nhiêu người đã trải qua thực tế làm nghề. Và dù là đào tạo nghề, nhưng tại Việt Nam không có bao nhiêu trường có một nơi cho các em được thực tập cọ sát trong quá trình đi học. Tôi sang bên Malaysia thì tôi thấy rằng là một cái trường du lịch của người ta thôi, nó rất nhỏ nhưng mà trong trường nó có luôn cả một cái khách sạn, có luôn cả một cái công ty lữ hành, có luôn cả một cái nhà hàng cỡ 5 sao trở lên. Và duy là cái trường nhỏ thôi, học sinh chỉ khoảng là chưa tới 500.
nhưng mà nó có đầy đủ điều đó. Thì chính vì cơ sở vật chất như vậy và chính là tại kia cho nên cái chất lượng đào tạo nó rất là cao so với hiện nay chúng ta. Do đó, các trường thừa nhận rằng chỉ góp được 20% trong đào tạo nhân lực du lịch, 80% còn lại là phần tái đào tạo của các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng. Trước thực trạng này, từ nhiều năm nay, các chuyên gia trong ngành du lịch đã manh nha ý tưởng thành lập Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam. Ý tưởng ban đầu của nó là hình thành một tiêu chuẩn kỹ năng thống nhất cho nghề du lịch, từ đó sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực du lịch sau đào tạo. Điều quan trọng nhất là cùng chung một tiếng nói, cùng chung một sân chơi để làm sao chúng ta có một cái tiêu chuẩn đào tạo kỹ năng nghề trong du lịch cho các em khi ra trường thì làm bất kỳ chỗ nào cũng giống như chỗ nào, làm ở các cái khách sạn tiêu chuẩn có sao và cao hơn nữa thì cũng đều đáp ứng được. Thì chính vậy cho nên là cái mong muốn của cái Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam này là làm sao mà cái phát triển cái đào tạo du lịch Việt Nam trong tương lai, kể cả về cái kỹ năng, cái tiêu chuẩn và quan trọng nhất là đồng đều, nó có một tiêu chuẩn trong một đất nước thì nó hay hơn nhiều so với lại mỗi một cái cơ sở đào tạo khác nhau để đào tạo theo một cái kỹ năng, một cái chuyên ngành cho du lịch nó lại khác nhau. Thì vậy cho nên là rất khó cho các nhà tuyển dụng và đặc biệt là rất khó cho các em khi ra trường đi xin việc làm. Tuy nhiên, hiện hiệu quả hoạt động của hiệp hội này đang còn bị nghi ngờ do còn vướng nhiều vấn đề về pháp lý. Cụ thể, theo quy định hiện hành, một ngành nghề chỉ được phép thành lập một hiệp hội. Các hiệp hội chuyên ngành khác phải được thành lập với tư cách là chi hội của Hiệp hội Du lịch và không có tư cách pháp nhân còn dấu riêng. Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, vào những năm 2009-2010, hiệp hội này cũng ở vào hoàn cảnh tương tự khi đề xuất thành lập Hiệp hội Lữ hành và Hiệp hội Nhà hàng Khách sạn Việt Nam. Tuy nhiên, cuối cùng Bộ Nội vụ đã mở cơ chế cho các chi hội chuyên ngành được sử dụng tư cách pháp nhân và con dấu của Hiệp hội Du lịch. Các chị cũng thấy là hai hiệp hội này hoạt động rất hiệu quả và không hề liên quan đến chuyện là phải có một con dấu riêng, có tài khoản và vẫn có tư cách đàng hoàng, thậm chí là hiệp hội còn là phân phòng đại diện nước ngoài. Và không phải chúng ta làm chui gì hết, chúng ta đều xin ý kiến của đủ các cơ quan, thậm chí của trưởng ban tổ chức trung ương còn ký vào đây nữa. Do đó, ông Vũ Thế Bình cho rằng Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả dựa trên cách làm của Hiệp hội Lữ hành và Hiệp hội Nhà hàng Khách sạn hiện nay. Tuy nhiên, Hiệp hội vẫn mong chờ dự thảo luật về hội của Bộ Nội vụ được thông qua. Qua đó, Hiệp hội sẽ được cấp tư cách pháp nhân và dễ dàng hơn trong các hoạt động của mình. Và sau đây là thông tin thị trường chứng khoán ngày hôm qua. Chứng khoán hai sàn tiếp tục tăng tốc trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 8. Thị trường được hỗ trợ mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số VN Index bật tăng gần 11 điểm. Chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 640 điểm vào đầu phiên nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực từ hai mã Vinamilk và Vincom. Sắc xanh chiếm ưu thế trên toàn sàn, một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn đều tăng giá tích cực. Hoạt động giao dịch dần cải thiện so với những phiên trước. Đáng chú ý là bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG thuộc tập đoàn Hàng Anh Gia Lai tiếp tục có phiên chạm kịch trần. Bước sang phiên chiều, xu thế tăng tốc của thị trường vẫn tiếp tục duy trì mạnh mẽ. Ngoài cổ phiếu của Vincom giữ vững ở mức giá trần, thì các mã vốn hóa lớn khác như Vinamilk, Bảo Việt, CTG đều tăng giá mạnh hơn. Thanh khoản trên sàn trở nên sôi động hẳn hơn những phiên trước. Khép phiên, VN Index tăng gần 11 điểm lên mốc 648,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 120 triệu đơn vị, tương đương trên 2.300 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index diễn biến giằng co trong phiên sáng và tăng ô rõ nét vào phiên chiều. Số lượng mã tăng giá chiếm ưu thế trên toàn sàn, tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn ở mức thấp. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,7% đạt 82,27 điểm, thanh khoản trên 480 tỷ đồng, ứng với hơn 37 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo biên tập viên Nguyên Khang điểm qua những lễ hội đang diễn ra trên khắp thế giới. Vâng, xin được cảm ơn MC Quang Vinh và chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần đầu tiên của chuyên mục Lăng Kính Văn Hóa. Đó là trong không khí rộn ràng của mùa hè thì những lễ hội đang được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Đầu tiên thì chúng ta không thể không kể đến Olympic Rio 2016. Ngoài việc thưởng thức những màn thi đấu thể thao kịch tính thì du khách tại đây cũng có thể tham gia những lễ hội âm nhạc samba trên khắp các đường phố. Không cần sân khấu hành tráng, sàn nhảy chính là đường phố, du khách còn có thể thưởng thức những thức uống mùa hè mát lạnh như thế này. Có thể thấy ai cũng rất cuồng nhiệt và thoải mái với một mùa Olympic đậm chất Latin tại Brazil như thế. Và sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những thông tin khác. Cũng tại Mỹ Latin, lễ hội hoa truyền thống Colombia đã bước sang ngày cuối cùng. Phụ nữ, đàn ông và trẻ nhỏ gùi trên lưng những bó hoa khổng lồ đầy màu sắc diễu hành qua đường phố. Hòa bình là chủ đề chính của lễ hội trong bối cảnh chính phủ nước này và quân phiến loạn FARC đang đạt được thỏa thuận kết thúc nửa thế kỷ đối đầu. Hàng ngàn du khách tới đây tham dự lễ hội được công nhận là di sản phi vật thể này.
Những hình ảnh thơ mộng và đầy màu sắc quý vị đang được xem là một phần của giải đấu khinh khí cầu đang được diễn ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 50 đội khinh khí cầu trên toàn thế giới đã tụ họp tại đây để trình diễn những quả bóng bay khổng lồ rực rỡ trên bầu trời xanh. Tự do, thú vị và lãng mạn là những gì mà người ta mô tả về cuộc thi này. Sự kiện đã giúp những người dân thường gần gũi hơn với hình thức giải trí khác lạ và trải nghiệm có 102 này. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây, trước khi khép lại chuyên mục Lăng Kính Văn Hóa thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh tại kinh đô Hollywood, nơi mà hoạt động quảng bá của tour diễn âm nhạc chuỗi phim truyền hình đình đám, đó là Trò Chơi Vương Quyền, đã được khởi động. Đây có lẽ là một tin vui đối với người hâm mộ series phim này, bởi thông tin mới nhất, lịch phát sóng mùa 7 của Trò Chơi Vương Quyền sẽ bị dời đến cuối năm 2017 thay vì đầu năm như những mùa trước. Nhà soạn nhạc Ramin Djawadi của phim sẽ giúp khán giả có trải nghiệm nhập vai chân thực nhất, với sân khấu lẫn khán phòng hòa nhạc được trang trí lộng lẫy như trong phim. Tour diễn mang đậm hơi thở Trung Cổ sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 2 năm 2017 và sẽ diễn ra khắp 28 thành phố lớn của nước Mỹ. Trò Chơi Vương Quyền là loại phim truyền hình giả tưởng lấy bối cảnh thời Trung Cổ, được kênh truyền hình HBO sản xuất. Phim đã tạo được tiếng vang lớn và thu được nhiều giải thưởng truyền hình danh giá. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại phim trường với MC Quang Vinh. Cảm ơn biên tập viên Nguyên Khang với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Và tiếp theo phần bản tin sáng nay, xin mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước. Hà Nội sẽ bỏ quy định cấm các dịch vụ vui chơi giải trí hoạt động quá 12 giờ đêm. Xoài có thể sẽ là loại trái cây thứ 6 được nhập khẩu vào thị trường Mỹ.